Rồi, hello, chào các bạn nha. Hôm nay quay lại cây này cây mới mà cũng chẳng biết cây gì, có thể là cây mãng cầu sim. Đang đoán là mãng cầu sim, trên cây đang có một cái nụ. Đây, một cái nụ đây nè. Mà rõ ràng là vẫn không biết là cây này là cây gì. Chỉ đoán là mãng cầu sim thôi. Thì ăn xong cái thả cái hộp vô cái chậu cây. Nó lên như thế này. Và cái gốc nó bây giờ nó to như thế này. Cũng mấy năm rồi. Cái này cũng được cũng khoảng 3-4 năm rồi. 3-4 năm là có rồi đó. Vì do trồng trong chậu cho nên là sức của nó không có lớn. Nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì quay lên đây để các bạn nào có biết rõ ràng cây này là cây gì thì comment cho mình ha. Mình cũng không rõ là cây này cây gì luôn. Cứ ăn cái hộp trái cây á, mãng cầu na hay là cái gì cũng để vô cái chậu cây này thì nó lên. Mà cũng không rõ là cây này cây gì. Để quay sát lại cái nụ nha. Đó, cái nụ nó đó. Cái nụ đây nè. Không biết là cây gì đây. Ra nắng một chút coi. Sáng ha. Đó, cái lá nó là như này, cái lá nó bóng mà nó thơm lắm. Đó, cái lá nó vậy đó. Và cái này cứ một đợt cứ nó ra lá, nó chuyển lá vàng, nó vàng nhiều lắm và nó rụng đầy luôn. Một cái một đợt thì nó hết lá vàng rồi nó sẽ ra lá nâu như thế này, nó đẹp như thế này nè. Thì một đợt sau là nó sẽ vàng lá, nó rụng quá trời, ngày nào cũng lụm hết. Đó thì đó là cái nụ của nó. Thì hy vọng là nó sẽ ra nhiều nha các bạn. Tại vì cái gốc nó đang bự lên. Nhưng mà tại vì ít đất quá. Cũng dinh dưỡng thì cũng không có nhiều lắm. Thì bón cho cây kia thì cũng bón cho cây này. Đó, đây là cái nụ của nó nè. Nhìn mắt thường thì rất là đẹp. Vô camera thì nó hơi ngược sáng một chút. Nè, nó vàng lá như thế này. Mà cái lá nó bóng bóng và nó rất là thơm. Nhiều người nói cái lá này nó hôi. Mà mình thấy nó rất là thơm. Khi mà rờ tay vô này nó thơm lắm. Nó thơm nguyên cái tay này. Mấy ngón tay mà cầm vô cái lá này nó thơm theo. Nhiều người thấy nó hôi nhưng mà mình thấy thơm. Đó. Rồi các bạn biết thì comment cho mình nha.